Ủy ban nhân dân huyện thống nhất vừa có buổi làm việc với các ngành địa phương về công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn. Theo bảo hiểm xã hội huyện, tính đến hết tháng 10 năm 2023, toàn huyện có hơn 145,6 ngàn người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 86%. Trong khi đó, nghị quyết đề ra năm 2023 là 95%. Một số địa phương có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cao như xã Lộ 25, xã Gia Tân 1, Hương Lộc. Tại hội nghị, các địa phương đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thấp như do ảnh hưởng về thu nhập, việc làm, khó khăn về kinh tế, tỷ lệ phần trăm hoa hồng cho các đại lý bảo hiểm y tế còn thấp, tỷ lệ người dân gia hạn thẻ bảo hiểm y tế chưa cao, chế độ chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đáp ứng